cho tất cả anh em nhé. Hôm nay có con máy Dream, con này nó cũng bị ra máy rồi, bên em bán 3,5 triệu nhưng mà hàng của nó là hàng nguyên bản ấy các bác nhé. Nói chung là cái đầu của bò của Win Thái, Win nhé, còn hơi cũng là Win. Đấy. Thì con này là có clip test ở đằng sau, máy vẫn chạy rất là ngon nhé, tôn số nó ngon. Đấy. Cổ chế trước bên này cái đề nó bị thay rồi. Bên em giờ bán 3,5 triệu nhé, full dàn điện đấy, để cho anh em nào về mà thay nên xe của mình cũng vừa ngon. Côn với lại điện nó vẫn là đại điện nguyên bản của nó nhé. Hơi thì nó là hơi xịn chứ không phải là hơi vớ vẩn đâu. Đấy, còn vách máy số là số của Dream Thái nhé các bác nhé. Đấy, khung Dream Thái nó rất chi là ngon. Đấy, các bác vào mua cái vài gác cái xe thì nó có giá 3,5 triệu thôi. Đấy, hàng nó toàn hàng xịn đấy chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu. Nhưng mà con này nó lai nhiều đồ quá nên là, nhưng mà nó chạy nó còn rất là chất nhé. Thì clip test đằng sau máy nó lổ thì em để đằng sau nhé. Các bác vào mua được thì em bán đúng 3,5 triệu bao ship cho các bác. Đấy, con máy nó cũng rất là đẹp. Đấy, các bác ưng được thì alo cho bên em nhé. Các bác xem lốt cái phần test xe nhé. Các bác đăng ký kênh nhé. Sau con xe nào hay các bác có thể xem qua được. Đấy. Còn vách máy với lại số má là nguyên bản hết rồi. Mỗi tội là nó ra nó làm lại côn với lại một chút thôi.